Công Phượng trở thành tân binh Yokohama FC thi đấu G-League từ mùa tới. Fanpage và trang chủ của câu lạc bộ Yokohama FC đã công bố tân binh Nguyễn Công Phượng, chân sút của Việt Nam sẽ thi đấu cho đội bóng này tại G-League 1 kể từ mùa tới. Anh ký bản hợp đồng 3 năm với Yokohama FC, Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai sau Đặng Văn Lâm được chơi bóng tại giải đấu số 1 của Nhật Bản. Yokohama FC không phải là đội bóng xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Năm 2016, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng chơi bóng tại câu lạc bộ này theo diện cho mượn 1 năm. Yokohama FC cũng là đội bóng mà cầu thủ cao tuổi nhất thế giới Karuyoshi Miura, 55 tuổi, từng thi đấu từ năm 2005 đến 2021. Yokohama FC cũng là đội bóng đứng thứ hai G-League 2 mùa 2022, qua đó giành quyền lên chơi G-League 1 mùa 2023. Công Phượng hết hợp đồng cùng Hoàng Anh Gia Lai đầu tháng 12. Anh đã xin phép bầu Đức không gia hạn và chuyển tới đầu quân cho đội bóng của Nhật Bản theo dạng tự do. Được biết trong chuyến đi này, Công Phượng cũng đưa cả gia đình sang đồng hành cùng mình. Cũng vì quá trình thương thảo hợp đồng với Yokohama FC mà Công Phượng xin phép không tham gia AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Điều này cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo chấp thuận. Nhà vô địch World Cup tuyên bố giải nghệ. Tiền vệ Blair Matuidi, người từng cùng đội tuyển Pháp lên ngôi ở World Cup 2018, tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35 sau khi không tìm được bến đỗ mới, khép lại 18 năm chơi bóng. Bóng đá, tôi yêu bạn rất nhiều. Bóng đá, bạn đã cho tôi rất nhiều, nhưng đã đến lúc phải nói lời dừng lại. Tôi đã hoàn thành ước mơ của mình khi còn nhỏ. Hôm nay tôi khép lại chương này của sự nghiệp với một sự nghẹn ngào và niềm tự hào. Xin cảm ơn tất cả. Thời kỳ đỉnh cao của Blair Matuidi đã gắn liền với câu lạc bộ PSG. Cùng với câu lạc bộ nước Pháp, nhà vô địch World Cup 2018 đã ra sân 203 trận và có 23 bàn thắng cho đội bóng thủ đô Paris. Sau đó anh rời PSG để tới Juventus thi đấu trước khi thi đấu ở bến đỗ cuối cùng là Inter Miami. Đầu năm 2022, Matuidi đã rời Inter Miami và nghỉ thi đấu từ đó tới nay. Lúc còn thi đấu, Matuidi đã giành rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 7 chức vô địch quốc gia với PSG và Juventus. Anh trai Pogba được ra tù. Anh trai của Paul Pogba, Matthias, vừa được thả sau khi bị cáo buộc thực hiện hành vi tống tiền lên tới 11 triệu bảng. Đại diện pháp lý của Matthias Pogba đã tiết lộ thông tin này. Dù vậy, 4 người khác có liên quan tới vụ việc vẫn đang bị giam giữ để điều tra thêm. Theo luật, Matthias bị cấm liên lạc với chính Paul và mẹ của mình. Cầu thủ 32 tuổi đồng thời bị cấm xuất cảnh khỏi nước Pháp cũng như sử dụng mạng xã hội. Matthias ra trình diện vào hôm 14 tháng 9 và bị tạm giam từ đó đến nay. Anh trai của Paul cùng những kẻ liên quan bị điều tra về tội danh tống tiền bằng vũ khí theo băng nhóm có tổ chức, đi kèm với hành vi bắt cóc hoặc giam giữ. Trước đó, cựu sao MU nói với cảnh sát rằng anh là nạn nhân của một vụ tống tiền bởi một băng nhóm gồm những người bạn thời thơ ấu, hai kẻ trùm đầu mang theo súng và cả anh trai Matthias. Theo tiền vệ người Pháp, băng nhóm này đòi anh 11 triệu bảng để tránh bị làm phiền. Khi không đạt được nguyện vọng, nhóm người này liên tục đe dọa tuyển thủ Pháp. Ngay cả khi anh đang tập luyện cùng đồng đội ở Juventus, tiền vệ sinh năm 1993 được cho là bị bạn bè kéo vào một căn hộ ở ngoại ô Paris. Họ đổ lỗi cho Pogba vì không giúp đỡ về mặt tài chính kể từ khi anh trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới. Trong đó, hai kẻ có súng yêu cầu Pogba trả 13 triệu euro cho dịch vụ bảo vệ. Cộng đồng mạng Argentina đáp trả tâm thư đòi đá lại chung kết Argentina với Pháp. Một cuộc thu thập chữ ký đã được bắt đầu ở Pháp thông qua Internet để trận chung kết World Cup có thể được đá lại. Trang web khảo sát đã có hơn 20.000 chữ ký và người Pháp đưa ra lời biện minh như sau: trọng tài đã hoàn toàn sai lầm. Không bao giờ có một quả phạt đền cho Argentina và Mbappe đã bị phạm lỗi trong bàn thắng thua thứ hai. Trước phản ứng của người Pháp, các cổ động viên của đội tuyển Argentina cũng không ngồi yên. Nếu người Pháp đang thu thập chữ ký để trận chung kết World Cup được đá lại, tôi đề nghị chúng ta nên tận dụng thời điểm đoàn kết của người Argentina và thu thập chữ ký để người Pháp ngừng khóc và giành chức vô địch thế giới về chữ ký nữa. Chỉ trong vài giờ, sáng kiến này đã có hơn 600.000 chữ ký đồng ý. Mạng xã hội tràn ngập những bình luận khích lệ Argentina. Kể từ khi chúng tôi giành quyền vào chung kết World Cup, người Pháp đã không ngừng kêu ca, phàn nàn. Nếu không có Mbappe, họ thậm chí sẽ không được đá luân lưu. Đương nhiên là chúng tôi sẽ không để người Pháp muốn làm gì thì làm. Messi là người giỏi nhất trong lịch sử bóng đá. Mbappe còn lâu mới bằng. Đá online mà còn thua nữa thì nói chung fan Pháp thua toàn diện rồi. Luis Suarez chốt bến đỗ mới sau kỳ World Cup thất bại. Theo Goal, Suarez đồng ý gia nhập đội bóng Grêmio ở Brazil với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Grêmio về nhì tại Serie B 2022 và được thăng hạng trở lại giải đấu hàng đầu Brazil mùa này. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ câu lạc bộ Al-Khalei của Ả Rập Xê Út tiếp cận và trao cho cựu tiền đạo Barcelona bản hợp đồng 18 tháng kèm mức lương 6 triệu euro nhưng bị từ chối. Suarez không hứng thú với việc sang Trung Đông chơi bóng. Trước World Cup 2022, tiền đạo người Uruguay không kìm được những giọt nước mắt khi phải nói lời từ biệt đội bóng thời trẻ National. Suarez từng góp mặt trong thành phần đội trẻ National từ năm 2001 đến 2005. Sau đó,
anh được đôn lên đội 1 ở mùa 2005. Suarez ký hợp đồng ngắn hạn với Nacional và có màn ra mắt đội bóng hồi tháng 8. Ở trận cuối khoác áo câu lạc bộ quê hương, Suarez lập cú đúp giúp Nacional lên ngôi vô địch lần thứ 49 trong lịch sử.